lượng tốt, giá cả cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường, công nghệ và tác động tới môi trường phù hợp với các yêu cầu trong nước và quốc tế. Triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam ASEAN là triển lãm thương mại, tạo ra một sân chơi lớn cho các doanh nghiệp muốn quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm dịch vụ, không chỉ trong nước mà còn phát triển ra thị trường nước ngoài. Triển lãm cũng là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp khó lường. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12, lễ hội mùa đông Bắc